Đêm nay là đêm anh em chúng ta sẽ lên tiếng. Chúng ta sẽ lấy lại những gì đã mất. Đi đi. Dạ. 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 Giao cho mình nhiệm vụ khó khăn này. Thôi kệ, nhân tiện dằn mặt cô ta, để cô ta trở về Mỹ luôn. Anh Lâm sẽ bớt được kẻ cản trở. Hùng à, mau chịu trói đi. Nếu ông chịu trả chiếc vali cho tôi sẽ xin cho ông khỏi phải chết. Vậy thì ngược lại đi. Nếu cô đừng tha tôi nữa, tôi sẽ tha cho cô về Mỹ. Giọng nói này không phải là của bóng ma thật. Chẳng lẽ nó là giả sao? Hãy trở về Mỹ đi. Đây không phải là nơi thích hợp của cô đâu. Nghe giọng là biết anh không phải là bóng ma thật. Nói, tại sao lại giả tên bóng ma? Đây không phải là đất của cô đâu. Hãy trở về Mỹ đi. Ai sao anh làm việc này? Nhật Thiên phải không? Không nói à? Không sợ ăn kẹo đồng hay sao? Cô không cần biết ai đã ra lệnh cho tôi làm việc này. Nhưng tôi thật sự chỉ muốn tốt cho cô mà thôi. Nếu lúc nãy tôi muốn khử cô thì cô đã không thoát được. Chết tiệt. Biến đi. Nếu lần sau mà còn gặp lại thì sẽ không may mắn như lần này đâu. Vậy mình nói sao với tài liệu đây?
cho ly nước lọc. Dạ. Chú có vẻ kỹ quá ha. Bản chất của một người từng là sát thủ có khác. Đó chỉ là quá khứ thôi anh ơi. Bây giờ em chỉ là thằng lính chỉ đường cho con nhỏ sát thủ thôi. Làm gì mà chú có vẻ bi quan quá vậy? Thua keo này bậy keo khác. Ông bà ta đã dạy như vậy rồi mà. Ông bà ta dạy vậy bởi vì ông bà ta không có hoàn cảnh giống như bây giờ. Thua keo này bài keo khác thì cũng vậy thôi. Em chỉ biết xuôi theo thời thế, không thể nào thay thế được. Vô đi. Vô. Tôi thấy cô ta không làm được gì cả. Hai lần tiếp cận thằng bóng ma, không làm ăn được gì hết. Tuy là anh không có chứng kiến, nhưng kết quả như vậy là quá tệ. Nếu mà thằng bóng ma dễ bắt thì em đã bắt được lâu rồi. Em chỉ tức là vừa rồi sắp bắt được đồng bọn của nó mà vẫn để cho nó thoát được. Chú đã gặp đồng bọn của nó hả? Ừ. Sao nó thoát được? Thằng bóng ma cứu nó. Vậy chú có moi được thông tin gì không? Nơi thằng bóng ma giấu cái vali chẳng hạn. Nếu được thì còn gì để nói nữa. Đúng là tức thiệt. Vừa rồi nhờ chú nhắc, anh đã bày ra kế hoạch đón lõng thằng bóng ma. Thế nó lọt vô trong, đang mừng. Ai ngờ đúng là thằng bóng ma, không dễ bắt nó chút nào. Em cũng nhắc anh điều này. Nếu lần sau anh bắt thằng bóng ma thì phải nhanh lên, vì tụi công an đang vào cuộc đó. Nếu nhanh chậm chân để cho công an bắt thằng bóng ma trước thì khi đó chiếc vali. Anh hiểu, chú không cần phải nhắc anh điều đó. Có chuyện này em muốn nhờ anh, không biết là anh có giúp được em không? Dạ mời ông. Quy Hoàng, chú sao vậy? Em thất bại rồi. Được rồi, chú vô đây tôi bằng bó vết thương cho. Anh Tài, anh Sơn bị băng nào đó xử, đang nằm ở trong bệnh viện. Chú nói cái gì? Anh Sơn bị băng nào đó xử, đang nằm ở trong bệnh viện. Vào đi. Dạ, ba cho gọi con. Con ngồi đi. Trinh sát của ta vừa báo cáo, dạo này bóng ma xuất hiện khá nhiều. Con có theo dõi mấy vụ này không? Dạ, con vẫn đang theo dõi. Ngoài những lần mà con nhận được tin báo và trực tiếp bắt tên bóng ma, còn những lần khác không phải là tên bóng ma thật sự mà có người khác giả mạo. Giống như là ở bãi container vừa rồi đúng không? Dạ đúng như vậy ba. Vụ đó thì xuất hiện hai bóng ma, còn vụ phá sòng bạc của ba Thăng á là bóng ma giả do Trung Dũng làm theo lệnh của Tài Lì. Trung Dũng đã báo cáo rõ với chúng ta rồi mà. Còn vụ đêm qua, tên bóng ma đã xuất hiện đấu với một cô gái nào đó. Dạ, bóng ma đó cũng chính là Trung Dũng đóng giả. Còn cô gái chính là ả sát thủ mà con đã báo cáo với ba rồi. Trung Dũng đã báo cho con biết, Trung Dũng đã nhận lệnh của Tài Lì đánh dần mặt cô ta. Là sao? Nếu cần thiết thì tìm cách cho cô ta bỏ sợ mà về Mỹ, hoặc khử cô ta luôn nếu cô ta chống cự. Chẳng phải giữa cô ta với băng nhóm Tài Lì có mối liên hệ sao? Tại sao Tài Lì lại cho người khử cô ta chứ? Thật ra cô ta chính là người của David. Giữa cô ta và Tài Lì
không có mối quan hệ gì cả. Còn chuyện Tài Lì sai Trung Dũng khử cô ta thì con cũng chưa rõ. Trung Dũng cũng đang tìm hiểu nguyên nhân này. Vậy là giữa hai băng nhóm này có sự mâu thuẫn? Con nghĩ cũng chưa hẳn là vậy. Có lẽ chỉ là mâu thuẫn cá nhân, mượn tay người này để khử người kia thôi. Nhận định của con cũng có lý. Nếu hai băng nhóm mâu thuẫn, chắc chắn sẽ có những cuộc thanh trừng rồi. Nhắc tới thanh trừng con mới nhớ, sáng nay Trung Dũng có báo cáo là có đàn em nào của Tài Lì bị băng nhóm nào đó thanh toán. Kẻ bị hại tên là Hải Sơn. Hải Sơn, cánh tay mặt của Tài Lì. Dạ đúng rồi đó ba. Không biết băng nhóm nào đã ra tay. Nè, hồi nãy con có nhắc tới hai bóng ma xuất hiện ở bãi container đúng không? Dạ. Con cứ điều tra, có gì ba sẽ cho người hỗ trợ con. Dạ, cảm ơn ba. Anh Sơn, anh Tài, chú cứ nằm đi. Khỏe chưa anh Sơn? Anh Tài vô đây làm gì cho mất công? Em tính chiều nay xuất viện rồi. Chú đừng có chủ quan, vết thương của chú không nhẹ đâu. Bác sĩ nói cần có thời gian để theo dõi. Dạ. Thật ra cũng không đến nỗi nào đâu anh. Anh Tài với anh em đừng có lo lắng quá. Em không sao đâu anh. Nhưng không được chủ quan. Khi nào lành hẳn đi rồi hãy về. Còn không cứ nằm lại đây để nghỉ ngơi. Dạ. Mà anh Sơn, anh có biết tụi nào không? Để tụi em trả thù cho anh. Đúng, anh nói đi, tụi em xử cho. Thực ra lúc tụi nó ra tay, tụi nó bịt mặt, nên anh cũng không biết. Hành động mà bịt mặt, sao giống tụi mình khi quậy sòng bài ở Ba Thăng vậy? Chú thử đoán xem là băng nào. Dạ, thực ra ai em cũng có thể đoán được, nhưng mà không có chắc chắn lắm. Khi nào chắc chắn em sẽ nói cho anh biết. Chú nghi ngờ đi, có gì tính sao. Anh sẽ cho anh em hỗ trợ chú. Dạ, chắc không cần đâu anh. Hình như băng đó muốn khử từng người trong băng mình thì phải. Hôm qua ngoài anh Sơn ra, thằng Hoàng cũng bị đánh. Cái gì? Thằng Hoàng cũng bị đánh à? Dạ, nhưng mà vết thương của nó nhẹ hơn anh, chỉ bị bắn sượt qua tay thôi. Anh Tài, có khi nào là tụi... Ở đây, tay vết mạch rừng, có gì về nhà nói. Chú mày làm tốt lắm. Phen này thằng Hải Sơn chắc phải nằm viện vài ngày. Thằng Tài Lì chắc cũng đang lo sốt gió ở nhà. Nhưng em còn tức lắm. Hôm qua chị mới đánh được nó, chứ chưa xử nó được. Đáng lẽ tối hôm qua phải chém cho nó nằm liệt giường mới đúng. Mày đừng có bức xúc quá vậy. Đánh dằn mặt nó như vậy là được rồi. Thằng Tài Lì sẽ lấy đó mà làm gương, không dám làm càn. Nhiều lần thằng Sơn nó làm nhục em, chứ mà anh em mấy lần, cho nên em thề sẽ chặt nó ra từng khúc. Chú mày sao nóng quá. Hôm đó anh định không cho chú mày đi khử thằng Sơn đâu, nhưng mà tao thấy chú mày kết nó quá, cho nên tao mới để cho chú mày đi. Nói thật là tao sợ mày không kềm chế được cơn nóng giận, mày quất nó lên đường thì ồn ào lắm. Em làm sao mà dám trả lệnh ba được.
Anh dặn sao tụi em làm vậy? Nóng thì phải biết kìm trong người, tìm chỗ nào tươi mát để mà xả chứ anh ba. Đúng, mày nói rất đúng. Nóng phải biết để trong người. Đi tìm chỗ nào mát mát rồi mình xả ra. Hay. Chú mày hay lắm. Vô cả đi ba. Anh vô đi. Dạ, em chào anh Tài. Chào anh Sơn. Ừ, chào cậu. Em có mua ít nước và trái cây cho anh. Cảm ơn chú. Anh mới nghe nói là hôm qua chú cũng bị đánh à? Nghe nói đạn sượt dây, có sao không? Dạ, không sao. Vết thương cũng không nặng lắm anh. Sáng nay em có đi thay băng, sẵn tiện mua ít trái cây cho anh. Anh cũng ổn chứ hả? Ờ, anh ổn. Thôi, anh và anh em về đi. Có gì anh sẽ vào thăm chú sau. Hai chú ở lại bảo vệ anh Sơn. Dạ, em biết rồi anh Tài. Anh Tài cứ yên tâm đi, có tụi em ở đây, không sao đâu. Anh Tài, không sao đâu anh. Cứ để mấy anh em về lo việc của anh đi. Em nghĩ là tụi nó không dám quay lại đây đâu. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Có thể tụi nó sẽ tìm cách giết chú để bịt đầu mối. Có vài anh em bên cạnh cũng an tâm hơn. Thôi, anh về nha. Dạ. Em về nha anh Sơn. Cảm ơn anh Tài, cảm ơn mấy anh em. Em về đi anh Sơn. Giữ sức khỏe đi anh. Đây. Ừ. Anh Sơn, có dùng trái cây gì không? Em gọt cho. Thôi được rồi, anh em cứ ăn đi. Anh Tài, em nghĩ cái chuyện này có liên quan tới tụi Ba Thang đó anh. Tụi nó trả thù cái vụ hôm bữa mình đập phá sòng bài đó. Chưa có gì là chắc chắn cả, chỉ là suy đoán thôi. Hai thằng Bóng Ma nó trả thù vì anh em mình á, giả nó để quậy đám Ba Thần. Không chắc đâu. Thằng Bóng Ma từ đó giờ chỉ chuyên đi cướp giật, chứ có trả thù ai bao giờ. Hay là anh Tài, hay là anh Sơn xích mích với một ban giang hồ nào đó? Không đúng. Nếu như xích mích với anh Sơn á, thì tại sao lại xử luôn thằng Hoàng? Tụi nó cùng một nhóm. Tụi bay suy đoán tùm lum quá. Thôi, về nhà rồi hãy tính. Dạ. Ừ. Chuyện nhận mặt thằng Hải Sơn tạm thời coi như là xong. Chuyện kế tiếp mình cần phải làm gì hả anh ba? Tiếp tục thôi. Một là tìm cách lấn tiếp địa bàn quân Tài Lì. Hai là phỏng tay trên của nó và thằng Bóng Ma cái vali. Nếu như vậy thì mình phải tách ra từng việc để mà làm. Nếu làm cùng một lúc, em sợ nhóm mình không đủ lực đó anh ba. Muốn đủ lực thì cần phải thêm nhiều anh em. Ừ. Mà muốn kiếm thêm nhiều anh em thì phải có tiền, đúng không? Chú mày nói đúng. Phải từ từ mà làm. Trước hết là phải kiếm tiền cái đã. Và tiền thì đang nằm trong cái vali mà thằng Bóng Ma đang giữ. Chưa kể tờ giấy bí mật, biết đâu nó cũng đáng giá một đống tiền. Anh ba nói đúng là chí lý. Mời anh ba. Ừ. Hai thằng đó ồn ào quá, không kêu tụi nó về, nó nói lung tung nhất cả đầu. Bây giờ mới được nghỉ ngơi. Dạ, anh uống gì nói để em kêu chị bếp làm. Cái gì cũng được. Dạ. Chú kể chi tiết về chuyện vừa rồi cho anh nghe. Dạ, chuyện cũng không có gì đâu anh. Em đã chặn đường cô ta và đánh với cô ta một trận. Nhưng thật tiếc là cô ta đúng là một sát thủ máu lạnh. Nếu như em không may mắn, đạn không phải qua tay em đâu anh. Tối hôm qua là ngày gì mà xui quá, chú bị thất bại
thằng Sơn thì bị phục kích. Đã vậy, hai vụ việc lại trùng thời điểm, làm cho anh em cứ đoán già đoán non, ảnh hưởng đến công việc. Nếu mình giải thích cũng không được, không giải thích thì sẽ anh em không hiểu, cứ hoang mang. Bây giờ không biết tính sao. Dạ không có gì đâu anh. Tối hôm qua anh em cũng có hỏi thăm em, và em cũng nói là do một băng nhóm nào đó có xích mích với em hồi xưa, nên bây giờ tìm em để trả thù, chứ không liên quan gì tới nhóm mình hết. Dạ mời ông. Biết là như vậy, nhưng liệu anh em có tin không? Bây giờ tụi nó đang nghi ngờ là băng Ba Thăng đang bắt đầu khử từng thằng anh em trong băng mình. Bây giờ chắc là tụi nó đang tỏ ra lo sợ đó. Nếu không chấn chỉnh lại tinh thần thì anh em dễ hoang mang lắm. Đúng ra thì anh không nên nhận vụ khử con nhỏ đó. Nếu không thì đâu có khó xử như vậy. Ủa, mà em cũng thắc mắc chuyện đó. Cô ta đâu có liên quan gì tới nhóm tụi mình đâu, sao nhóm tụi mình lại khử cô ta chứ? Thực ra thì không phải là khử, chỉ là đánh dằn mặt cho nó sợ thôi, để cho cô ta bớt đi cái thói kiêu ngạo. Thậm chí làm cho cô ta cút về Mỹ thì càng tốt. Cô ta ở đây chỉ gây thêm rắc rối thôi. Em vẫn chưa hiểu lắm. Theo như em được biết, cô ta là một sát thủ do David ở bên Mỹ phái qua để khử tên bóng ma. Nếu cô ta ở đây thì tốt cho anh em mình chứ. Chú em suy nghĩ đơn giản quá. Vậy theo chú, không có cô ta, chúng ta không lấy được cái vali và không khử được tên bóng ma. Dạ không, ý em không phải vậy, ý em là nói cho chú biết, chuyện lớn mà để đàn bà dính vô thì hư hết việc. Anh Lâm. Em đi đâu vậy? Em lên phòng thủ trưởng để đưa tài liệu. Còn anh? Anh cũng vừa ở phòng thủ trưởng để lấy tài liệu. Nhìn anh có vẻ lạc quan hơn rồi đó. Thôi em lên gặp thủ trưởng nha. Có gì gặp anh sau. Hằng ơi. Tối nay em có rảnh không? Anh mời em qua nhà anh. Mẹ của anh sẽ làm vài món để đãi em. Dạ em sẽ đến. Thôi em đi nha. Ông Mina đã về. Kêu Mina vô đây gặp tôi. Dạ. Chào ông chủ. Cô có biết là tôi đợi cô bao lâu không? Em xin lỗi, nhưng đối thủ lần này hơi nặng ký, em phải mất thêm thời gian. Thưa ông chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Làm gọn chứ. Mina mà đã ra tay thì người không biết, quỷ không hay. Tốt, tốt lắm. Cô quả là không làm cho tôi thất vọng. Mina này, bây giờ cô muốn tôi thưởng cho cô cái gì đây?
Ông chủ muốn thưởng gì thì nhân viên nhận cái đó thôi, làm sao dám đòi hỏi chứ. Em đúng là người lúc nào cũng hiểu với anh và trung thành nhất. Đêm nay có lẽ là đêm tuyệt vời nhất đây. Đây là món quà mà ông chủ tặng cho nhân viên sao? Không, đây là tình cảm của người đàn ông tặng cho người phụ nữ mà mình yêu. Có thật như vậy không? Không. Về Mỹ đi, đây không phải là nơi thích hợp của cô đâu. Nếu lúc nãy tôi muốn cưỡi cô thì cô đã không thoát được. Về thật đúng lúc. Lại có chuyện gì nữa à? Thì cái chuyện thằng bóng ma ở Việt Nam, hết thằng Nhật Thiên đến có Ellie, đều không làm gì được thằng bóng ma đó. Đã vậy, hình như tụi nó... Tụi nó làm sao? Có Ellie thì giọng lưỡi có vẻ chống đối, còn thằng Nhật Thiên á, không biết làm gì bên đó, mà chuyện gì giao cho nó cũng không làm được gì hết. Đã vậy, mấy lần còn bị thằng bóng ma hất tay trên. Thằng Thiên tệ thì đã đành, còn con Ellie nó cũng được mà. Anh tức nó vì nó có vẻ chống đối anh, hay vì nó không chịu chiều anh? Mina nè, anh tưởng
Em là người hiểu anh nhất chứ. Em theo anh bao nhiêu năm rồi mà vẫn không hiểu tánh anh. Em hiểu chứ, em chỉ đùa thôi. Ai mà chẳng biết anh là người lúc nào cũng đặt công việc lên hàng đầu. Có những thứ khác anh còn dứt đi, kể cả vợ của anh kia mà. Em nói có đúng không? Đúng. Em là người hiểu anh nhất mà. Vì vậy anh mới tin tưởng để giao cho em nhiệm vụ kế tiếp chứ. Sao? Vậy bây giờ anh không định cho em nghỉ ngơi hả? Nếu em còn ở Mỹ thì em sẽ không được nghỉ ngơi đâu. Các anh cũng vậy. Anh đúng là đầu óc của anh á, chỉ toàn chứa sâu bọ ha. Ok, hôm nay sẽ là ngày làm việc cuối cùng, và ngày mai chúng ta sẽ nghỉ ngơi. Anh sẽ đặt vé máy bay cho em sớm. Bóng ma Eulie, tụi mày sẽ chết với tao. Lão tài ly nữa, đúng là đồ ăn hại. Nhờ có một chút việc mà làm cũng không xong. Chắc phải tự tay mình làm thôi. Mới nhắc là xuất hiện rồi ha. Em nghe đây anh Tài. Alo, chú Thiên hả? Chú còn giận anh chuyện tối qua phải không? Dạ đâu có đâu anh. Anh chịu giúp em á là em cảm ơn lắm rồi. Con nhỏ đó là sát thủ mà, đâu có dễ hạ gục nó đâu anh. Anh đã cho một thằng lính có nghề nhất trong băng đi làm chuyện đó, vậy mà cũng thất bại. Thậm chí nó còn bị bắn ngay tay, may mà chỉ bị thương. Nguy hiểm vậy sao anh? Cũng may là không sao, nếu không em thấy áy náy lắm. Ừ, nhưng mà anh nói thật, lúc trước chú nhờ anh làm chuyện này anh cũng ngại lắm. Đánh dần mặt thì được, khử nó thì chắc chắn David không để yên, lúc đó thêm rắc rối nữa. Chuyện đó đừng có lo, ngay lúc đầu em đã nói với anh rồi, chỉ đánh dằn mặt đó thôi. Nhưng mà nếu có lỡ tay quá thì cũng đừng có ngại. Tại David có rất nhiều sát thủ, không có nó thì có người khác lo mà. Như là con Mina chẳng hạn. Mina hả? Một sát thủ mới của David sao? Không phải là mới, mà là cũ, rất là cũ. Đây là một sát thủ chuyên nghiệp và lạnh lùng nhất của David. Ellie không là gì đâu. Một sát thủ còn lạnh hơn cả con Ellie sao? David đúng là ghê gớm, tập hợp toàn sát thủ giỏi ở bên mình. Anh phải ghen tị với ông ta đó. Có gì mà ghen tị chứ anh, bên cạnh anh cũng có nhiều người giỏi mà, như Hải Sơn chẳng hạn. Anh ta là một tay võ nghề giỏi, lại lanh lợi nữa. Hải Sơn tối hôm qua bị băng nào đó khử, may mà nó thoát được, bây giờ đang nằm viện. Anh nói sao? Hải Sơn bị khử hả? Băng nào vậy anh? Anh cũng không biết, đang tìm. Xui quá, trong một đêm mà mất đi hai thằng đệ giỏi nhất, không biết đụng chuyện thì sao nữa. Đúng là xui thiệt đó anh à. Hải Sơn mà cũng bị xử. Nhưng mà vừa rồi anh cho phục kích con Ellie, có phải là anh cho người đóng giả thành bóng ma không? Ừ, theo kế hoạch của chú anh đã làm như vậy rồi. Có chuyện gì sao? Chuyện là nằm ở đó đó anh.
Thằng bóng ma mà biết á, nó sẽ không đi yên cho anh đâu. Nhưng là anh đã mất hai thằng em chủ lực như vậy. Em nghĩ là anh nên đề phòng thằng bóng ma đó. Có gì alo cho em, em hỗ trợ cho anh. Ok, cảm ơn chú. Chào chú. Ok, bye anh. Đi taxi không chị? Chị có phải tên Nina không? Mời chị theo tôi. Bé Hiền chắc luôn. Anh Vinh đoán đúng không nè? Bé Hiền mới đi học về đó hả? Dạ, thưa anh Vinh, em đi học mới về. Sao em Hữu mà anh không sợ? Chắc anh không nhát gan như anh Hữu ha. Đúng rồi, anh Hữu là người nhát gan lắm đó. Nhưng mà anh chỉ nói cho một mình bé Hiền biết thôi nha. Em đừng có nói cho anh Hữu nghe ha. Dạ, em không nói cho anh Hữu nghe đâu. Em chỉ mét thôi à. Mét hả, mét à. Không ngờ bé Hiền lém lĩnh đến như vậy. Nhưng mà anh Vinh nói trước nha, nếu như bé Hiền mà mét với anh Hữu á, anh Hữu mà quê lên là sẽ không đến dự sinh nhật của bé Hiền nữa. Lúc đó đừng có đổ lỗi là tại anh Vinh nghe ha. Dạ, anh Vinh mời chị Ly giùm em chưa? Thứ bảy này là sinh nhật em rồi đó. Anh đang tìm cách liên lạc với chị Ly. Bé Hiền yên tâm đi, anh sẽ mời chị Ly tới dự sinh nhật của bé Hiền. Anh hứa nha, móc quéo với em đi. Được, anh Vinh hứa. Nếu anh Vinh thức hứa, anh Vinh sẽ ăn hết bánh kem trong ngày sinh nhật của bé Hiền, chịu không? Thôi em không chịu đâu, anh hứa khôn quá. Mà thôi, em không cần anh hứa đâu. Anh chỉ mời chị Ly đến dự sinh nhật em được rồi. Được rồi, anh Vinh sẽ mời chị Ly tới dự sinh nhật của bé Hiền. Hồi đó tới giờ anh Vinh chưa có thức hứa với bé Hiền lần nào, đúng không? Dạ, thôi em về đây. Không thôi lát mẹ em trông. Thưa anh Vinh, em giỏi. Về. Chào bé Hiền. À, anh nhớ mà chị đây nha. Rồi, anh nhớ rồi. Thưa anh Vinh, em về. Lấy đồ giùm tôi. Hành lý của chị đây. Còn đây là cái giỏ đồ có người nhờ tôi đưa cho chị. Cảm ơn anh. Không có gì. Cảm ơn. Dạ xin mời. Chào chị ạ. À, chị cho em hỏi chị có đặt phòng trước chưa vậy chị? À chưa. Dạ. Dạ bên em có 3 loại phòng: phòng đơn, phòng đôi và phòng VIP. Dạ chị lấy loại nào chị?
Ok, một cái VIP nha. Dạ, một phòng VIP chị ha. Ừ. Vậy chị vui lòng cho em mượn passport của chị ha. Dạ, cảm ơn chị. Chị vui lòng ký tên giùm em. Dạ, đây là phòng VIP của bên em nè chị. Ở lầu 9 nha chị. Đưa khách okay. lên phòng giùm chị đi. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, mời chị. Cảm ơn. Dạ mời chị. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn. Alo. Alo, ông chủ à. Em đã tới Việt Nam rồi. Ừ, nghỉ ngơi đi. Khi nào cảm thấy khỏe thì bắt tay vào công việc. Nếu cần, cứ đi tham quan thành phố cho khuây khỏa đầu óc. Nhân tiện, quan sát luôn. Dạ, em hiểu rồi. Chào ông chủ. Sao cửa mở vậy? Tụi mày đâu? Giờ này sao không đóng cửa vậy? Là tao mở đó. Là mày? Đúng vậy. Mày có bao nhiêu thằng đàn em, kêu ra hết đi. Mày lì lắm bóng ma. Tụi mày đâu? Ra đi. Tao biết trước sau gì mày cũng tới tìm tao. Tao đã chuẩn bị sẵn để đón tiếp mày rồi. Đón tiếp tôi chỉ có bao nhiêu đây thôi sao? Còn bao nhiêu nữa? Kêu ra đây hết đi. Đánh đi. Đứng làm gì? Hãy đi! Em nghe anh Tài ơi. Alo, Nhật Thiên hả? Thằng bóng ma xuất hiện rồi. Ok, em biết rồi. Ellie hả? Thằng bóng ma xuất hiện nhà tài lý đó. Ok. Nếu lần này mà mày thất bại, để coi mày nói chuyện như thế nào với ông chủ. Còn nếu thành công thì... Ông chủ.
em ra hỗ trợ cho anh em. Không cần đâu, tôi đang bị thương mà. Với lại đề phòng Dương Đông kích tay, coi chú ở bên cạnh anh yên tâm hơn. Vừa đến đây đã kết thúc. Muốn bắt tôi thì hãy đi một mình tới bãi nước trống bờ sông. Em tới rồi hả? Ừ. Mời em vô nhà. Đi. Ừ. Vô đi em. Dạ. Bữa nay mẹ anh làm nhiều món này đãi em lắm đó. Mẹ. Dạ. Con tới rồi hả? Con chào cô. Cô chào con. Con là Thúy Hằng, công tác chung với cơ quan của ông Lâm phải không? Dạ. Cô nghe ông Lâm nó nhắc con hoài à, đến bây giờ mới có dịp gặp đó. Dạ. À, con có chút quà gửi tặng cô. Trời, bà dễ chi vậy con. Cảm ơn con nha. Dạ, không có gì đâu cô. À, cô đang nấu cơm hả? Để con dọn cơm phụ cô nha. À con, không có chuyện gì đâu. Với lại với lại có tôi phụ đúng hơn. Chào thủ trưởng. Nè, ở cơ quan thì kêu thủ trưởng, còn đây là nhà kêu bằng chú thôi. Dạ. Em à, ở nhà này á, mẹ của anh mới là thủ trưởng đó. Hả bà ha? Đây là cái câu mà hay nhất trong ngày á. Hai cha con của ông á, lúc nào mà chẳng cùng phe với nhau. Nhưng mà tôi nói trước đó nha, bữa nay không phải chỉ có tôi là phụ nữ thôi đâu, tôi có đồng minh rồi đó. Nhà của cô nói chuyện thoải mái lắm, đừng ngại không con. Dạ không sao đâu cô. À, để con dọn cơm phụ cô nha. À, hai cô cháu mình đi. Dạ. Ba ngồi đi ba. Vậy là khỏe. À, có Thúy Hằng thì ba đỡ phải làm thêm mấy vòng nữa. Lâu lắm rồi đó gia đình mình mới có cái không khí thoải mái vậy đó con ha. Dạ, con cũng thấy vậy đó. Mẹ thiệt là chu đáo đó. Hôm nay mẹ làm đồ ăn quá trời luôn. Thôi mệt anh quá đi anh ơi. Căng thẳng như vậy, hãy xem đây,
tôi không có vũ khí trong tay. Bóng ma, mày muốn gì? Muốn gì thì chắc cô cũng đoán ra được phần nào rồi. Thật sự thì tôi chỉ muốn nói chuyện với cô mà thôi. Cô có thể cất con chó lửa của cô đi được không? Nhiều chuyện. Biết khôn thì giao chiếc vali ra đây. Nếu không thì mày liệu hồn đó. Nếu không thì sao? Nếu cô bắn tôi chết thì mãi mãi cô sẽ không bao giờ tìm ra được chiếc vali đâu. Thôi thì như thế này, cô đấu tay đôi với tôi. Nếu như cô thắng tôi thì tôi sẽ giao cho cô chiếc vali và cả bản thân của tôi nữa. Và cô muốn làm gì thì làm. Ghê tởm. Nhưng mày nói thì phải giữ lời đó. Tất nhiên, chẳng có gã đàn ông nào mà dại dột hứa hẹn điều gì đó với một người phụ nữ xinh đẹp mà lại thất hứa cả. Alo, anh Lâm hả? Thằng bóng ma vừa mới xuất hiện. Sao? Bóng ma xuất hiện hả? Ở đâu? Khi nào? Dạ, cũng mới đây thôi. Cách đây khoảng nửa tiếng. Nửa tiếng rồi, sao giờ này mới báo anh? Bây giờ nó đang ở đâu? Nói rõ địa chỉ cho anh biết đi. Anh tới liền. Em xin lỗi, vì em chưa chuẩn bị trước để báo cho anh. Bây giờ nó không còn ở đó nữa. Hình như có ai gọi điện thoại cho anh Lâm nó đi phá án hay sao đó con. Con cũng không rõ nữa cô. Dạ, nó xuất hiện ở nhà Tài Lì, nhưng chạy đi rồi. Cái thằng bóng ma này, nó hành tụi mình đủ thứ chuyện. Mày thấy không, bây giờ ngủ cũng không xong nữa. Phải ra đây canh chừng nhà cho ổng nữa. Trẻ muốn chết. Mày than cái gì, được như vậy là mừng lắm rồi. Vậy bây giờ nó đi đâu, em có đoán được không? Dạ, em cũng không rõ. Nhưng mà hình như là nó chạy về quận 2. Anh cho người qua đó thử đi. Ráng 2 tháng nữa đi, rồi vô ngủ cho đã. Vậy nha em. Có gì á, gặp em sao? Anh nhớ em lắm. Bye em. Quang. Mày trốn ra đây đi gọi điện thoại cho gái đó hả mày? Cái gì mà nhớ em? Sến quá mày ơi. Bóng ma xuất hiện à? Ở đâu vậy? Bóng ma xuất hiện một tí rồi biến mất. Trung Dũng cũng không biết nó đi đâu. Ba, con ra ngoài một chút. Con sẽ về ăn cơm sau nghe ba. À, con đi đi. Thủ trưởng. Ừ, con đi đi. Dạ. Thưa cô chú con đi. Ừ. Em đi với anh. Biết làm sao được. Làm bất cứ công việc gì phải báo cho em nó biết, để nó lo, làm phiền nó. Mày á, tao dạy gái không bỏ hả mày? Thôi, hai người đi canh đi. Em vô nghỉ nha. Ok, mày vô ngủ trước đi. Hai người tao canh được rồi. Tưởng bữa nay là ngày nghỉ cho nên tôi làm rất là nhiều món. Vậy mà... Vì công việc thôi.
Đừng có buồn. Mà đúng ra thì chúng ta nên vui. Thằng Lâm là thằng có trách nhiệm trong công việc. Không phải chỉ mình Lâm thôi đâu. Cái kiểu này á, hai đứa nó mà cưới nhau, tôi cũng chỉ ở nhà con mình thôi à. Ê, theo mày thì tối nay thằng bóng ma nó có dám quay trở lại không? Làm gì dám. Tao thấy nó là tao la lên là nó chạy mất dép luôn. Phải không đó? Tao la thì đúng hơn á. Tao giờ mới la lên một cái thôi á là nó chạy hả, mất tiêu luôn. Cho mày hay. Mùi hương này, giọng nói này chắc chắn là không sai rồi. Khoan đã, làm gì mà vội vậy? Tôi định kể cho cô nghe một câu chuyện đây. Thôi được rồi, vậy thì để tôi vừa đánh vừa kể vậy. Xem ra thú vị lắm. Vào một đêm tối trời, có một cô gái vì muốn cứu một em bé gái mà dám xả thân chống lại một nhóm người. Cô ta có mái tóc dài ngang vai, đôi mắt đẹp và lạnh. Cô gái đó đã bỏ đi mà không nhận lấy một lời cảm ơn của người thanh niên đã cùng cô ta chiến đấu vì cô bé đó. Nhưng mùi hương cô gái đó đã làm cho người thanh niên kia cảm thấy ấn tượng và mong một ngày gặp lại. Anh biết chỗ bóng ma xuất hiện chứ? Không, anh chỉ nói thôi. Nhưng rồi một hôm cô ta ghé lại, vẫn vẻ đẹp đó, vẫn ánh mắt lạnh lùng đó, và mùi hương đó. Và cô ta tên là Ellie. Là anh sao? Bóng ma, mày đã lòi bộ mặt thật của mày rồi. Đúng, là tôi đây. Và tôi đã đoán không lầm, người đó chính là cô. Thì ra người đó là anh. Ellie, bỏ đi, có đuổi bây giờ cũng không kịp đâu. Vậy là tao đã biết được bí mật của hai đứa mày rồi. Hãy chờ đó, bóng ma. Tại sao không cho tôi đuổi theo? Nếu như đuổi theo và bắt được hắn, cô sẽ làm gì? Khử nói chứ làm gì. Bởi vậy tôi mới không cho cô đuổi theo. Tôi cũng không muốn thấy người khác phải chết trước mặt mình, cho dù người đó đáng bị chết. Đồ điên. Thương hại kẻ thù là làm hại chính bản thân mình đó. Hiểu chưa? Tôi không thương hại ai cả.
Chỉ đơn giản là tôi không muốn thấy ai chết trước mặt mình. Vậy xem như chúng ta đã hiểu rõ về nhau. Từ bây giờ anh nên cẩn thận. Bởi vì nếu gặp lại anh một lần nữa, tôi sẽ không buông tha cho anh đâu. Tôi hy vọng chúng ta sẽ không gặp nhau trong hoàn cảnh đó. Không khác được đâu. Giả như anh không phải là bóng ma thì tốt hơn. Ly à, thứ bảy này là sinh nhật của bé Hiền. Bé muốn cô tới dự sinh nhật của bé. À, thì ra là muốn mời tôi đi dự buổi sinh nhật mà anh phải bài tới cách này. Anh không sợ tôi sẽ không nương tay với anh sao? Tôi không sợ. Bởi vì với tôi, bé Hiền còn hơn cả một đứa em gái. Anh sẽ luôn bên cạnh bé ba để chăm sóc cho em. Ly, đây là thiệp sinh nhật của bé Hiền. Bé muốn gửi cô. Dù gì anh cũng nên cẩn thận. Bởi vì bộ mặt thật của bóng ma đã lộ ra rồi. Ở Việt Nam mà mình cứ tưởng là đang ở Mỹ. Đúng là Việt Nam, đường lúc nào cũng đông như kiến, chỉ toàn xe máy là xe máy. Alo, em nghe đây ông chủ. Hình như em vừa mới ngủ dậy. Dạ. Sao ông chủ biết hay vậy? Anh đã gọi cho em nãy giờ mà không thấy bắt máy. Anh đoán em đang ngủ và để chế độ rung. Dạ, ông chủ đoán đúng rồi đó. Mới qua nên em mệt quá, ngủ luôn. Với lại chưa quen việc thay đổi giờ giấc. Vậy là em đang nghỉ ngơi rồi phải không? Ok, cố gắng lấy lại sức và bắt đầu bắt tay vào việc đi. Dạ, em biết mà. Ông chủ yên tâm đi. Em, chứ đâu phải con Ellie đâu. Đừng nói vậy, tập trung vào công việc đi. Dạ. Có sao không? Em không sao chứ? Dạ không, em không sao. Cô ơi, cô có sao không? Cô có bị làm sao không? Bóng ma là của tao.
ra đây đi. Tôi không biết cô là ai, nhưng tôi đến đây để lấy lại chiếc vali. Cô có sao không vậy? Tôi xin lỗi. Không sao. Mùi hương này. Cô ơi, bộ anh quen cô ta hả? Hình như là vậy. Đuổi bây giờ cũng không kịp đâu. Cái gã đó chắc là gã theo dõi bóng ma. Qua làm sao rồi? Thoát rồi. À, mà cho tôi hỏi nha, tối hôm qua anh đã ở đâu vậy? Sau khi báo tin cho cô biết á thì tôi ở nhà. À, có chuyện gì hả? Có thật là anh ở nhà không? Cô nghĩ là tôi ở đâu? Đừng có nói là cô đang trách tôi vì không tới hỗ trợ cho cô bắt thằng bóng ma nha. À không, nhưng mà... Nhưng mà sao? Trước đây cô từng nói rồi, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng mà nếu cô cần hỗ trợ thì tôi và mấy đứa sẽ tới giúp cho cô. Cảm ơn anh, nhưng điều tôi muốn nói không phải là việc đó. Tối qua có người đã theo dõi tôi. Hy vọng người đó không phải là anh. Nhưng tôi cũng muốn nhắc cho anh nhớ một điều, tôi không cần sự trợ giúp của anh. Nếu tôi phát hiện ra anh không làm việc hết mình, lúc đó tôi sẽ báo cho ông chủ. Chuyện gì xảy ra sau đó chắc anh cũng thừa hiểu. Thứ bảy này là sinh nhật của bé Hiền. Bé muốn cô tới dự sinh nhật của bé. Đừng có mơ, chứ ba liên lạc của tôi. Sao lần nào cũng vậy, chuyện của tôi hết vậy? Sao không?
Sao không? Mùi hương đó, cô ta... Mời anh. Cảm ơn em. Anh cũng định mua cà phê đây. Sao nhìn anh có vẻ mệt mỏi vậy? Tối qua anh ngủ không được hả? Hai mắt thâm quầng hết rồi kìa. Có phải vụ tên bóng ma đó không? Không phải. Là vì chuyện khác. À, cho xin lỗi nha. Hôm qua anh mời em tới ăn cơm với gia đình anh. Vì mà anh... Không có gì đâu. Anh đừng bận tâm. Với lại em cũng có lỗi mà. Tới ăn mà lại bỏ đi như vậy. Mà nếu không phải vì chuyện bóng ma thì anh đang nghĩ gì vậy? Em có nhớ cô gái đụng xe vào tối hôm qua không? Ừ. Cô gái đó có đôi mắt và mùi hương giống như một cô gái sát thủ mà anh đã từng gặp. Em hiểu rồi. Vậy là anh rất muốn bắt cô gái đó ngay lúc đó, nhưng mà không kịp đúng không? Ừ. Anh đừng buồn nữa, rồi anh sẽ bắt được cô ta sớm thôi. Em tin là vậy. Nè. Dạ. Khi tiếp xúc với cô ta, em có ngửi được mùi nước hoa mà cô ta đang xài không? Không. Em cũng không để ý nữa. Với lại lúc đụng nhau, cô ta văng ra quá xa, em không có nghe được. Mà sao vậy anh? À không, tại hương thơm nó mạnh, gây ấn tượng với người tiếp xúc thôi. Vậy mà em cứ tưởng anh bị cô ta hớp hồn bởi vì mùi nước hoa đó chứ. Em... Chú đã đỡ đau chưa? Dạ, cũng đỡ rồi anh. Em nghe anh em kể là hôm qua thằng bóng ma nó lại xuất hiện à? Nó có lấy được gì của anh không? Không, không mất mát gì cả. Cũng may là anh có đề phòng, kêu anh em ở lại trong nhà, có chuyện gì cũng dễ xoay sở. Không biết thằng bóng ma xuất hiện lúc nào nữa. Dạ. Giờ để em xin bác sĩ xuất viện, tại vì em cũng ổn rồi anh. Anh nói vậy thôi, chú cứ an tâm nghỉ ngơi đi, đừng có lo lắng gì hết. Ở nhà còn có mấy anh em, thằng bóng ma chắc không dám làm gì đâu. Ừ. Dạ. Anh Sơn cứ nghỉ dưỡng cho khỏe, ở nhà có em và mấy anh em lo rồi. Tối hôm qua thằng bóng ma có xuất hiện, giờ bị anh Hùng Gấu nè đánh bỏ chạy, chắc nó không dám tới nữa đâu. Đúng đó, anh Sơn cứ yên tâm, thằng bóng ma mà nó gặp em là nó chạy mất dép. Ủa, sao mọi người nhìn dữ vậy? Tối hôm qua tôi được nó chạy thiệt mà. Thì anh em đâu có ai nói gì đâu. Thiệt đó. Thiệt anh Sơn. Thiệt, anh tin rồi. Thôi chú nghỉ ngơi đi, anh có việc cần giải quyết. Anh về nha. Dạ, cảm ơn anh Tài. Ừ. Cảm ơn mấy anh em nha. Anh Sơn em về. Tụi em về nha anh Sơn. Về anh Sơn ơi. Rượt thằng bóng ma chạy có cờ, chính mắt anh Tài nhìn thấy mà. Thì anh có nói anh không thấy chú được nó đâu, nhưng mà chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta vẫn tiếp tục để nó thoát. Bây giờ mình về nhà để mình bàn kế hoạch đối phó với thằng bóng ma.
Mày chú về nhà trước đi, anh có chút việc. Cứ về nhà chờ, có chuyện gì anh sẽ alo. Ừ. Dạ. 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 Anh cẩn thận. Em về trước nha. Dạ chào anh. Ờ chào. Dạ chào anh. Tôi là anh của Hải Sơn. Chào chú. Dạ. Sao rồi? Khỏe nhiều chưa? Rồi con Hà với bé Tí có gọi điện hỏi thăm chưa? Hà và Tí có gọi điện hỏi thăm hồi sáng. Ủa, anh mới lên hả? Ừ, thì mới lên, tao ở dưới quê nghe Hà gọi điện người ta hết hồn. Rồi giờ lại thấy mày không sao, tao cũng yên tâm rồi. Dạ, vì anh. Dạ, mời anh ngồi. Cảm ơn chú. Dạ. Ông anh họ ở dưới quê lên, lâu rồi hai anh em cũng dư gặp. Thôi mấy anh em xuống dưới uống cà phê đi, có gì anh gọi. Dạ, vậy tụi em xuống căng tin, có gì anh liên lạc với em liền. Em chào anh. Chào chú. Chào anh. Ừ. Chào. Rồi thôi, ăn cam đi. Cảm ơn anh. Đi chưa? Tụi nó đi hết rồi. Yên tâm đi, cho dù tụi nó có vô đây cũng không nhận ra tôi đâu. Anh xuất hiện ở đây làm tôi hết hồn. Không ngờ anh dám xuất hiện trước mặt tụi nó. Đừng lo. Mà nè, được ở đây một mình sướng quá ha. Được chăm sóc bảo vệ chu đáo muốn gì nữa. Thật ra là tại vì sợ mấy đứa kia quay lại khử tôi bịt đầu mối, cho nên khử mấy anh em thay phiên nhau đứng canh. Cũng hơi mất tự do một chút. Được voi đòi tiên, tôi đang bị thương đây nè. Muốn được nằm điều trị như chú cũng không có được đâu. Nếu thích tôi đổi chỗ cho anh. Lâu lâu không gặp Tài Lì với tụi đàn em của nó thì cũng nhớ, nhưng mà gặp riết rồi cũng chán. Tưởng anh thích tôi sẵn sàng. Đúng rồi, anh Vinh, chuyện tối hôm qua. Thôi được rồi, hôm nay tôi tới, thứ nhất là xem tình hình của chú như thế nào, thứ hai là tôi báo cho chú biết một số chuyện, chú biết mà đề phòng. Sao? Tôi đã bị lộ rồi. Cái gì? Anh bị lộ? Phải, nhưng mà chưa ai phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta đâu. Sao anh lại bị lộ? Bà ấy đã phát hiện ra sự thật thân thế của anh. Cô gái đã truy sát tôi, cô biết tôi là ai, với lại còn thêm một kẻ nữa. Lại? Lúc đó trời tối quá, tôi không nhìn rõ. Nhưng mà theo tôi suy đoán, thì người theo dõi tôi chính là Nhật Thiên. Nhật Thiên? Tại sao anh lại nghĩ đó là Nhật Thiên? Có nhiều cơ sở để tôi đoán ra là Nhật Thiên. Thứ nhất là từ khi cô sát thủ đã về truy sát tôi thì Nhật Thiên ít ra mặt và thường xuyên theo dõi từ xa. Còn một chuyện nữa, lần trước ở nhà Tài Lì lúc tôi đang chiến đấu thì Nhật Thiên ở bên ngoài theo dõi và khống chế Quỳnh Hữu. Tất cả những chuyện đó tôi đoán rằng người theo dõi tôi là Nhật Thiên. Tôi nói những điều này bởi vì anh có nhiều mối quan hệ với Nhật Thiên và thường xuyên gặp mặt hắn. Thôi được rồi, tôi hiểu. Cảm ơn anh đã báo tin cho tôi. Nếu đúng người đó là Nhật Thiên thì tôi cũng phải đề phòng nữa. Tài Lì đúng là một con cáo già. Còn chuyện này nữa, chuyện của chú. Chuyện gì? Đã biết ai đánh mình chưa? Tôi biết chứ. Dù cho nó có bịt mặt, nhưng mà giọng nói và ngoại hình của nó tôi vẫn nhận ra. Đàn em của ba thằng, thằng tướng chó. Chắc có lẽ là nó trả thù tôi vì mấy lần tôi với mấy thằng đàn em đi qua phá sòng bài của nó. Có thể là nó đã nhận ra tôi. Nhưng nhờ vậy mà cũng hên. Tại sao lại hên? Hên là tại vì nó đã biết rõ người phá nó không phải là anh. Bây giờ tụi nó tập trung đối phó với Tài Lì. Anh đỡ phải đụng với băng nhóm này hay băng nhóm kia. Chú không cần phải lo cho anh đâu. Hãy tự lo cho mình. Thôi, anh nghĩ là thời gian tới chúng ta sẽ ít gặp nhau rồi. Tôi không muốn liên lụy tới chú. Thôi, nghỉ đi, tôi về. Cảm ơn anh nhiều. Anh cẩn thận nha.
cũng như Ellie, em sẽ được cung cấp một chiếc mô tô phân khối lớn để dễ dàng di chuyển. Nhưng việc em đến Việt Nam là hoàn toàn bí mật. Em nên nhớ điều đó. Em hãy đặt máy ghi âm để ghi lén cuộc đối thoại của hắn ta giùm anh. Anh muốn biết xem hắn ta có làm gì sau lưng mình không. Sau đó em tiếp tục theo dõi và nắm bắt cùng anh ba đứa nó.